wow, hôm nay ngọn gió nào đưa cô ca sĩ xinh đẹp đến gặp tôi đây? Dạ không biết là gió nào nhưng không phải gió độc đâu ạ. Bây giờ mình ăn cái gì mình tế cái đó nha. Trời ơi, đồ ăn là mù dạ. Rồi mù chỉ thích cho đẹp rồi đồ ăn thôi. Chỉ có hai cái đó là được rồi. Mù phật. Phương đến đây cũng chỉ xoay quanh là coi về cung hoàng đạo. Thì không biết là Phương có biết về cung hoàng đạo chưa? Dạ biết sơ sơ thôi, 12 cung hoàng đạo, với biết cung hoàng đạo của mình là gì thôi. Phương nghe đồn á là bà là cũng thứ dữ về cung hoàng đạo nghiên cứu lắm đó. Nhiều khi hôm nay coi lại giùm tôi. Có đâu. Chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu về điểm mạnh và điểm yếu của cái người mang cung bọ cạp và sư tử ở trong người. Ok. Đầu tiên á nha, là mình có điểm mạnh trước. Yeah. Chắc là nhờ Ái Phương tự kể 5 từ để thể hiện cái điểm mạnh của bản thân là gì? Thứ nhất là em đẹp. Thứ hai là em biết là em đẹp. Thứ ba là đám đông đam mê nhan sắc của em. Thứ tư là đi cô đơn để dùm đẹp quá, đám đông mới dạt ra không chơi với mình. Nãy giờ là 4 cái là có chữ đẹp không đó? Ủa vậy hả? Vậy ừ, 4 cái có chữ đẹp thôi, tôi không có tính đâu quá nha. Bây giờ là okay. Kể lại 5 từ. Em kể lúc cái thứ 5 đi. Rồi cái thứ 5 là cái gì? Đó là cái công trình vĩ đại nhất cuộc đời của em, là nhan sắc của em. Vậy là nãy giờ mình gom được có 1 từ 1 hả? Tự tin. Ủa gì hả? Dạ. Ở ra sư tử tự tin lắm á. Tự tin không bị lố không? Nó lố mà, nó lố nhất luôn á. Công trình vĩ đại nhất cuộc đời của em là nhan sắc của em. Giờ mình tới điểm yếu đi ha. Bây giờ cái điểm yếu của mình là mình cũng có 5 từ để mình diễn tả cái điểm yếu. Nhưng mà không có chơi điểm yếu của em á hả, là tại vì á hả ai cũng ganh tị với em vì sắc đẹp hay cái gì đó nha. Chị biết cái quá vậy. Đúng rồi. Bây giờ mình phải thật lòng mình kể 5 cái điểm yếu ra. Muốn mụ coi chúng thì phải kể. Dạ, dạ ok. Bây giờ á, điểm mạnh của bò cạp có lẽ là đôi mắt. Tại vì đôi mắt của bò cạp rất là mạnh. Nhìn rất là điềm tĩnh, nhìn rất là lạnh lùng. Nói chung là nhìn vô là thấy sức mạnh rồi. Cho nên là thường nhìn cái cặp mắt bò cạp là sẽ thấy kiểu mạnh mẽ. Đó, một đó là điểm mạnh nha. Còn mình mới 2 từ. 5 cái lần hả? 5 cái rồi, mình có 5 cái. 5 cái nhiều quá vậy? 5 cái không, không nhiều đâu. Là ánh mắt đẹp. Ôi đẹp mà, đẹp. Đẹp rồi, đẹp, okay, đẹp. Ok, chấp nhận. Mà đồng ý không? Không, có thi siêu mẫu là đẹp rồi. Ok, đẹp. Lạnh lùng, điềm tĩnh, kiên nhẫn, nhạy cảm, rất biết quan sát, phân tích, nhìn thấu đối phương và không ai dám nói dối bò cạp hết. Ví dụ như là những cái người khác là mày bây giờ nói thiệt đi để có đừng có dối, còn bò cạp là giờ mày muốn gì nói đi. Còn điểm yếu là bò cạp có vấn đề trong việc bày tỏ cảm xúc. Mình có thể dùng một cái từ gọi là ngoài lạnh trong nóng cũng có thể. Đúng rồi, thường thường là hôm nay coi như hay cũng được thấy ông hoàng thượng ông cũng kiểu vậy đó, là ông hay thích làm khổ người ta lắm, nhưng mà thật ra là ông không quan tâm người ta, ông yêu người ta lắm. Nhưng mà nếu mà nói về bộ phim đó thì cái nhân vật mà có vẻ giống bò cạp nhất là Nhàn Phi. Nham hiểm nha, và bên ngoài rất là điềm, không biết bên trong nghĩ gì, đôi khi rất mưu mô, nhưng đôi khi lại gọi là xuất phát từ một cái nền tảng rất là chính trực. Kiểu như vậy. Trời, còn điểm yếu tiếp theo là gì? Điểm yếu tiếp theo là thù dai. Wow. Ôi mẹ ơi, thù dai, đội một cái dương miệng, miss thù dai trên đầu luôn. Đó là quân tử trả thù 10 năm không muộn, đó chính là bọ cạp. Cả những đứa bọ cạp nằm ở Moonside đều có cuộc đời vô cùng drama. Vì vì nghĩ là cuộc đời drama với mình, nhưng thật sự là chỉ nó tự drama với nó thôi. Đúng rồi, có nghĩa là khổ sướng là tại tâm mình. Đúng không vậy. Tại ai hết, không ai làm gì hết. Đúng tự vậy. Nhiên cái tự làm khổ mình thôi. Cái đó là những cái mà Phương vừa mô tả về chính bản thân mình á. Là Phương có bao giờ gặp phải trong cái vấn đề đời sống hàng ngày của mình không? Có chứ, bản thân vì gặp rất là nhiều khó khăn cho nên là sinh ra rất cẩn thận. Luôn luôn đánh giá nguy cơ. Nguy cơ đâu, nguy cơ đâu. Nếu vậy thì sẽ bị gì gì. Đôi khi người ta nói suy tính nhiều chả bằng làm liệu. Đúng rồi. Bây giờ mình cứ làm đi, nhiều khi là nó ăn thì sao, có những cái nào đó nó bùm lên, đâu có công thức đâu, thì nhiều khi có những cơ hội tới nó bỏ buộc. Mình thì bây giờ mình cũng chưa biết là mình bỏ buộc cái gì, nó chưa thấy, nhưng mà có thể tại vì mình bỏ buộc rồi nên mình không nhận ra cũng nên. Sau khi mà mình đánh giá cái điểm mạnh điểm yếu của mình liệt kê ra, ở đây mụ đã có sẵn
sự liệt kê dựa trên cái cung hoàng đạo mà của Ái Phương. Bây giờ mụi sẽ nhờ trợ lý các coi nãy giờ Ái Phương kể với cái mụi đã đưa ra nó có liên kết được với nhau bao nhiêu phần trăm. Ok. Ừ. Mụi đoán đúng được 3/5 cái điểm mạnh nhưng tới 4/5 cái điểm yếu. Ghê chưa? Có nghĩa là mụ nhìn thấy được cái điểm yếu ở trong Phương khá là nhiều. Ở trên cái cung hoàng đạo của Phương cũng tạo là đúng. Và những cái điểm yếu đó đó thực ra là mụ thấy nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái sự nghiệp của Phương hơi nhiều. Sau khi mình biết được cái điểm yếu của mình là gì, nãy giờ là mình thấy là thù dai nè là điểm yếu nè, rồi lạnh lùng và cẩn trọng quá mức cho phép, với một phần nữa có thể cái chữ độc đoán mụ đưa ra, có độc đoán mụ đưa ra đấy, là cái độc đoán đó nó cũng sẽ kết hợp với sự cẩn trọng quá mức khiến cho mình mất đi cơ hội. Nhiều khi là mình cứ nghĩ, mình luôn nghĩ như vậy là đúng nhưng mà nhiều khi không phải, nhiều khi mình cũng không có chịu nghe người ta. Khoan nha sao về cái vấn đề độc đoán ấy, nó có một cái vấn như thế này. Tại vì bản thân luôn biết là mình độc đoán, cho nên luôn cho người khác cơ hội chứng minh. Và sở dĩ nó lại càng độc đoán là vì đã cho cơ hội chứng minh mà vẫn sai. Đúng không? Thì thôi chó lên đường, đúng không? Cho nên độc đoán này phải chuyển qua là điểm mạnh. Không, nhưng mà độc đoán vẫn có một cái phần điểm yếu ở đây. Ta cho có ngày hay ngày làm xong mình nhiều khi giao luôn cả một project ấy. Không, để cho người khác chứng minh là sẽ cho đưa nguyên một project á, mà làm không xong thì tiễn. Độc đoán quá mức á thì nó cũng sẽ dễ ảnh hưởng cái mối quan hệ xung quanh mình. Thật ra thì trong công việc á thì Phương không nghĩ là Phương là người độc đoán quá mức đâu. Phương có khó chịu nhưng Phương không có để, gọi là Phương không có trấn áp người khác với những cái ý tưởng của mình, mà Phương để cho người ta, khi người ta mở ra một cái gì đó cho mình, Phương sẽ để cho người ta làm, á cho người ta thời gian nghiên cứu về mình, vẫn làm như mình không được thì chuyện đó không chấp nhận được. Quá kiểm soát những cái yêu cầu đó cho nên có những cái phải ôm một mình thì cái đó mới là cái khuyết điểm. Đúng rồi. Sau khi mà nghe Ái Phương trình bày xong á thì mình nghĩ là cái độc đoán ở trong con người Ái Phương á thì nó đang là điểm mạnh của Ái Phương. Cho nên mụ sẽ chăm chứa mình gian xuống cái phần sai thành 3/5 thôi nha. Thực ra mấy cái người mà người ta coi hoàng đạo xong người ta nói là với cái bản trạc như vậy á nên đi làm luật sư, đi làm công tố viên hoặc tra tấn phạm nhân. Đừng đi làm ca sĩ không có phù hợp. Hèn chi cái MV mới nhất á, mình làm bác sĩ á thì cái ngành nghề đó mình thấy, mụ thấy là nó cũng hơi tra tấn người ta đó. Bà mụ chưa thấy là nhân vật bác sĩ trong cái MV đó nó chưa đủ hiền hậu sao? Nãy giờ mình ngồi mình cũng hơi mỏi lưng rồi, bây giờ mình khởi động một tí xíu thì đó một phần thử thách. Nó cũng nhẹ nhàng thôi, không có gì hết. Mình sẽ nhảy theo các sticker điên loạn giới trẻ hiện nay đang sử dụng cho Facebook. Em chưa đủ tiền hạ sĩ. Bây giờ xin mời mọi người cũng như trợ lý của mụ ngồi chiêm ngưỡng ca sĩ Ái Phương chuyên thể hiện cái dòng nhạc ballad trữ tình buồn, thực hiện một màn nhảy siêu bá đạo. Voy a cantar esta canción con mucho.
Ôi, Quang ơi, không ngờ là cô ca sĩ xinh đẹp, dịu dàng mà mình thường thấy trên MV là có thể nhảy được những cái màn bá đạo như vậy. Dễ thương mà, dễ thương không? Đứng nhìn thì nhảy nữa nha. Quá dễ thương luôn, vòng nào ra vòng đó. Tuyệt vời. Chắc là mụ cũng sẽ chờ đợi một cái MV nào đó có cái, những cái vũ đạo này ở bên trong. Nếu mà có những cái vũ đạo này chắc mời bà mụ đi nhảy. Ôi, xin lỗi nha, mụ nhảy hơi bị hay. Thì bởi vậy mới mời bà mụ đi nhảy. Cho bà mụ là cameo luôn. Cameo luôn. Được không? Nghe sách này là cameo được không? Hơi rụng thôi. Cũng được mà. Tới lúc đó tính nha. Ok. Tò mò, rất là tò mò. Nếu như mà Ái Phương không làm ca sĩ, không làm siêu mẫu, thì ước mơ mình làm gì? Nếu như Phương không làm ca sĩ, không làm siêu mẫu thì giờ này Phương đã là thành viên của tổ chức phi lợi nhuận thế giới. Là thích các hoạt động xã hội. Đúng rồi, sẽ đi cứu trợ. Nhưng mà làm sẽ đi xã hội sẽ không có đẹp đâu á. Đẹp chứ. Đi dang nắng dang mưa sao mà đẹp nổi. Đẹp tự nhiên, đẹp da nâu, đẹp hấp dẫn, đẹp nắng gió, đẹp nên make up. Mụ sẽ có một cái bảng bao gồm 10 nghề nghiệp khác nhau. Ái Phương sẽ nhìn vô đó. Ái Phương sẽ chọn cho mụ 3 nghề nghiệp mà Ái Phương cảm thấy là Ái Phương thích và muốn làm nhất. Ok. Ba cái đứng cạnh nhau luôn á. Đạo diễn, diễn viên, nhà báo. Đạo diễn, diễn viên, nhà báo. Ba nghề này nó có một cái sự liên quan rất là nhiều. Nó liên quan đến vấn đề là làm việc trong ngành nghệ thuật cần cái sự sáng tạo cao, cần cái sự nhanh nhạy và nhạy bén trong vấn đề tin tức hoặc là các vấn đề đời sống xã hội, giải trí. Tại sao? Tại sao lại là ba nghề? Không phải là nghề khác. Đó là những cái nghề nha, có thể diễn tả ra những cái đang xảy ra ở trong đầu. Và điều đó Phương rất thích làm. Cái vấn đề như Phương nói đó là diễn viên, đạo diễn và nhà báo là thể hiện ra một bằng một cái hình thức khác. Đúng rồi. Chứ không phải là cái thể hiện thật cái không, bản thân. Có nghĩa là không phô trương bản thân mà là bày tỏ nội dung bên trong bản thân bằng một cái thể hiện khác. Thí dụ nha, nó thích được công nhận là giỏi. Nó thích được ngưỡng mộ nhưng nó không thích nổi tiếng. Ủa, vậy bây giờ mình đang làm ca sĩ đó. Làm ca sĩ mà bây giờ mình không thích nổi tiếng, mình không thích đám đông thì làm sao mà làm nghề được? Thật ra thì nếu như mà thỏa hiệp được thì ok thôi. Bây giờ mà không chấp nhận được cái vấn đề phải thể hiện trước đám đông quá nhiều, không chấp nhận chia sẻ về cái bản thân mình trước công chúng thì bù lại là cái nghề nghiệp này sẽ không phát triển được. Thực ra thì bò cạp không phải là bò cạp không đâu, nhưng mà mỗi cái cung á, thì nếu như mà có duyên làm nghệ thuật rồi thì sẽ phải hiểu bản thân mình, hiểu cung của mình và tìm mọi cách giải quyết. Phương cứ tự tin đi. Tự tin là cho ra tiếp những cái sản phẩm mà mang cái tính chất như vậy đi. Yên tâm là có mụ là fan cứng. Dạ, yeah. Dạ, cảm ơn mụ. Gửi cho mụ 2 trái tim. Bây giờ mình sẽ có một cái trò chơi nó cũng nhẹ nhàng thôi, không có quá khó. Thì mụ sẽ có 6 cái ly nước và 6 cái loại nước khác nhau, kèm một cái cặp xí ngầu. Trời ơi. Nói chung cũng không có khó đâu, mình có tôi mà ói thì ai chịu trách nhiệm. Yên tâm là có vấn đề là an toàn sức khỏe, tất cả các loại nước này uống vô đều đẹp và đều tốt cho sức khỏe. Đẹp. Việc mà nó trộn với nhau như thế nào thì một không chịu trách nhiệm. Đôi khi đó nó là... trộn với nhau thì nó là ba với má anh Tàu đó, đẻ ra anh Tàu đó. Có trợ lý mụ kiểm chứng rồi, okay. Thì bây giờ trợ lý của mụ đang nằm ở Pháp Việt á, thì chưa biết chừng nào ra thì chắc cũng không sao đâu. Nói chung là thấy qua cũng khỏi. Khỏe, cũng còn hồng hào lắm. Mụ sẽ có 5 câu hỏi. Mỗi câu hỏi đưa ra, nếu như Phương trả lời đúng thì thôi, Phương trả lời sai thì mình buộc phải uống. Nhưng mà còn cho Phương đúng một cơ hội là Phương được lựa chọn cái thứ mình uống bằng cách lắc xí ngầu. Thì đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hai cái mình trộn lại với nhau, mình lắc đều lên rồi mình uống. Ai Phương sẵn sàng chưa? Ghê quá hả? Chịu thôi, chứ sao vậy? Rồi. Cả không phải lỗi của em, not my fault. Ủa sao xìu quá vậy? Hưng lên, nó có xìu được như vậy? Hưng rồi. Câu hỏi đầu tiên, hãy thực hiện phép tính nhanh.
4 cộng 6 nhân 10 cộng 109 trừ 57 chia 3. 5 4 3 2 1. Trời, ca sĩ Ái Phương đã thua chương trình rồi mọi người ơi. Bao nhiêu? À, câu hỏi ở đây là hãy thực hiện, hãy tính nhanh chứ không có kêu tính đúng. Kêu tính nhanh thì đâu có kêu tính đúng đâu. Rồi thua rồi, nó cũng đâu đi. Cố lên Ái Phương, cố lên Ái Phương, cố mày lên ông. Cố lên Ái mày Phương ông. Bốn bốn. Ôi hay thế. Là một ly thôi. Đúng rồi, nếu mà bốn bốn thì chỉ có một ly thôi. Ly số 4 là ly này. Rồi xin mời Ái Phương. Muốn xong nhớ cho mụ biết là ly gì nha. 2, 3, vô. Chết rồi. Bỏ xuống. Dạ thưa các mẹ, đây là giấm. Ôi. Uống đi. Thay vì uống detox thì uống cái này detox nhanh hơn. Tôi đẹp đó. Rồi, tôi không có uống detox làm gì. Uống đi, uống đi. Ôi. Biết con Doraemon không? Biết. Có thích Doraemon không? Thích. Nếu mà biết con Doraemon á thì đố con này nó không có cái gì. Không có cu. Không có cu. Ủa này là cái này. Là mèo đơn. Chắc không? Tôi trả lời cuối cùng chứ. Sai, không có thiệt. Lắc tiếp đi bạn. Bạn lắc tiếp. Xin kính thưa mọi người là ca sĩ Ái Phương vừa trả lời một cái câu hỏi rất là hay mà mụ thấy cũng khá là đúng, nhưng mà đúng với Ái Phương thôi. Mời Ái Phương. Mụ chờ đợi. Cô máy. Mày 1 2. Ngon, hứa luôn. Mày uống cái gì luôn đó. Vô em ơi. Từ. Hộp nè. Trai đẹp không? Thật. Biết Ronaldo không? Không. Cristiano Ronaldo. Biết. Khi anh Ronaldo ảnh tác phạt đờ thì anh nhắm vô đâu? Anh nhắm vô trái bành. À, rồi đúng. Xong câu hỏi thứ ba tuyệt vời. Chúc mừng. Ok. Thế sân gì mà ít ai dám ra chơi nữa? Cái sân gì mà ít ai dám ra chơi? Cái sân gì hả? Ừ. 1 hour later. Sân gì trời? Chịu thua đi. 2 hours later. 5 4 3 2 1. Sân si. Cái đó phải cái sân má. Sân. Sân si là một dạng tinh cầu. Sân si là người dám ra chơi. Sân si là tinh cầu. Mà hỏi là cái sân gì là danh cầu. Là tôi sai đó hả? Đúng rồi. Không. Không. Giận quá à. Nghĩ đi đừng có chơi nữa. Mày giỡn tôi điện đi mà nói chuyện với tôi nghe. Thôi mệt quá. Hà gì đâu mà thích mệt mà chả chơi quá à. Nè, giờ dở gì mà luôn nè. 1-1. Hết số 1 rồi. 1-1 hả? 1 này là nước đường. Nè uống đi, uống phân nửa thôi. Nửa này thôi, nước đường. Thôi coi như là bà xui. Uống vô. Rồi uống đi. Nhanh lên. 50%. Nhoi nha. Giỏi ngon quá à. May cho bà đã số 1 á. Câu hỏi cuối cùng. Cái gì mà tay trái cầm được, tay phải không cầm được? Đó là cái tay phải. Đúng. Ừ. Đúng rồi. Rồi bây giờ tôi quay cho bà uống nha. Ủa đâu có đâu. Hỏi một câu nó hơi tế nhị xíu. Là xưa giờ Ái Phương có bao nhiêu mối tình rồi? Hồi xưa giờ hả? Có 3 rưỡi. Gì 3 rưỡi nữa, đầu lẽ kỳ vậy? Ừ lẽ. Tại kia chưa chính thức. Ủa là trong bóng tối có nửa người vậy thôi hả? Tưởng phải nhiều lắm chứ. Đẹp quá trời mà. Không, mấy cái râu ria kia thì đâu có tính. Râu ria là sao? Sao mới tính là râu ria? Mà là thí dụ như là người ta cua mình không được. Hoặc mình cua người ta không chịu. Cái giai đoạn của cái những người chẳng và những cái người lẻ nó có dài không? Dài á. Giai đoạn mà ế cũng dài. Không, tôi hỏi giai đoạn quen thôi, còn giai đoạn ế. Quen dài, quen là dài, một khi đã quen là dài. Thôi thì một cô gái xinh đẹp và hiền diện okay. Như Phương chắc chắn là cũng sẽ có mẫu hình tượng bạn trai riêng cho mình. Ừ. Đúng không? Mụ sẽ cho Phương xem 6 cái hình mẫu mà bất kỳ cô gái nào cũng có thể sẽ thích. Thì đây, 6 cái hình mẫu đó, bây giờ Phương sẽ chọn ra 2 hình mẫu Phương thích nhất. Hai cái Phương thích nhất là viên chức và chính trị gia. Wow. Cái này nó cũng khá là giống với cái suy nghĩ của mụ trước gặp Phương.
Mù cũng là đoán như vậy. Mù đoán là Phương sẽ thích mấy cái anh lịch lãm. Đúng vậy. Đúng không? Đúng. Có nghĩa vậy. Là không phải đẹp theo cái kiểu hot boy. Không, không nhưng thích. Mà sẽ rất là lịch lãm. Và người ta với cái hiểu biết của người ta càng đẹp theo thời gian. Tất nhiên là nay là trong cái những cái lựa chọn đó thôi nha. Chứ ở ngoài đời quan điểm của mình là không yêu chính trị gia, không yêu viên chức. Ủa? Ở ngoài đời có thể chấp nhận bác sĩ, kiến trúc sư, nhưng mà sẽ không chọn hai cái kia. Ủa kỳ vậy? Ở trong kia hồi nãy cũng có bác sĩ với kiến trúc sư mà sao không chọn? À, nếu như mà nghề nghiệp là viên chức và chính trị gia thì nó hơi nghiêm trọng quá. Nhưng mà lịch lãm, hiểu biết, trầm lắng. Và thứ nhất là mình đã có máu nghệ thuật rồi, mình sẽ không thích những người có máu nghệ thuật khác đi cùng với mình nữa, mà là những người sẽ thưởng thức cái khía cạnh nghệ sĩ của mình bù trừ với mình, thì hai cái đó hay phù hợp. Cảm giác Phương thích những người mà họ có cái tầm hiểu biết cao. Đúng. Có thể dạy được cho Phương. Đúng. Tại vì cái cô gái này mặc dù cái vẻ ngoài có thể là hiền lành, có thể là dịu dàng, nhưng mà cái nội tâm khá là dữ dội. Cho nên chắc là phải một cái anh nào đó, còn một cái anh nào đó kềm cương được. Đúng không? Không ai kềm được đâu. Tìm một người để phục thì khó. Mới khó. Chứ còn không có ai để mà kềm cương á. Bảo Cạp cần một người mà nhìn vô cảm thấy đây là núi cao dịu vợi nè. Một cái người có tầm nhìn xa trông rộng như vậy sẽ làm cho Bò Cạp rất là ngưỡng mộ và cảm thấy muốn học hỏi những người đó. Khi đặt ra một cái suy nghĩ gì cũng là suy nghĩ cho người khác trước chứ không phải là cho mình. Nhưng nếu như nó nhìn thấy người đó cư xử mà cách xa nó về mặt trình độ sẽ vô cùng nể, và nó sẽ học theo người đó mãi mãi. Hồi nãy á có nghe được một cái từ là thích đàn ông phải có thể thao, đúng không? Đúng vậy. Vậy là cái gu đàn ông rửng mỡ là bài. Có nghĩa là thích kiểu mà mấy anh mà muối, 8 muối, 6 muối, sầu riêng, muối mít rồi đó, cái kiểu, đúng không? Chứ đâu thích mình dây, đúng không? Hiện tại á, thì mụ thấy nha, mụ đi ngoài đường, mụ thấy trong sớm mụ á, là gái mới lớn, cô nào mà đẹp đẹp á, có xu hướng là phải chồng tay. Không biết ai Phương có suy nghĩ tới cái vấn đề là lấy chồng tay không? Hay là vẫn là tại sao chuộng anh Việt Nam hơn? Tại sao các cô đó lại lấy chồng tay vậy? Mụ nghe chia sẻ thôi là kêu là mấy anh tay á thì mấy ảnh là ga lăng hơn nè, lịch thiệp hơn nè, rồi kiểu cưng chiều phụ nữ hơn. Còn mấy anh Việt Nam mình thì tới ngày ngồi những chỗ rồi bắt phụ nữ phải là phục tùng. Đấy là mụ nghe như vậy thôi. Mụ có nghĩ là trai Việt Nam sẽ thích Phương không? Theo mụ thấy về cái cá tính cũng như là cái vẻ bề ngoài á, mụ nghĩ á Phương sẽ được các anh Tây săn đuổi nhiều hơn là các anh Việt Nam. Thường thường mấy anh Việt Nam mình á thì sẽ thích cái style da trắng nè. Đúng rồi. Đúng không? Mà Phương là da nâu. Tôi mới đi đầu phơi tiên là đó. Như vậy thôi đó. Tôi mới đầu đi phơi nữa đó. Phương đã từng yêu trai Việt và yêu trai Tây. Cả hai chứ không phải là chỉ thích trai Tây hoặc là chỉ thích trai Việt này kia, thì Phương nghĩ là không có dám nói cái chuyện là thích cái nào hơn hay là ủa nói đại đi coi đông em ơi. Thôi vậy kỳ lắm, nói vậy mấy anh nói chung là có những cái mấy anh không hài lòng nữa, hoặc là nói những cái điểm mạnh mà ví dụ, Phương nghĩ là đàn ông Việt Nam cần học ở đàn ông Tây đi. Phương nghĩ nha, đàn ông Việt á khi mà thương á thì thích bao bọc. Thích bao bọc, thích chăm sóc và không giỏi thể hiện bằng lời nói nhưng thể hiện bằng vật chất. Có nghĩa là thương ai sẽ không có nói ra, không có gọi là tìm cách nói chuyện là giờ em sao em không ổn chỗ nào, chúng ta sẽ cùng giải quyết. Không có giỏi chuyện đó nha. Nhưng bây giờ cảm thấy là trong lòng khó chịu đâu, muốn thương cổ đâu. Thôi bây giờ đi làm gì đưa hết tiền đi. Cũng muốn mua gì cũng mua đi. Thì đàn ông Việt và đàn ông châu Á hào phóng nhưng không giỏi việc nói chuyện để làm cho tinh thần của nhau tốt hơn bằng lời nói, không có giỏi. Còn đàn ông Tây á, khi họ rất khó để yêu họ, tại vì họ sẽ có rất nhiều lớp, ví dụ như là gặp gỡ chơi, đang tìm hiểu, nghiêm túc, xác định kết hôn, nó dài như vậy nè. Và để từ cái bước mà mới gặp gỡ cho tới trở thành người yêu á, siêu khó luôn. Nhưng một khi mà nó là girlfriend rồi, vô cùng có trách nhiệm, họ sẽ chăm sóc ở khía cạnh tinh thần rất là tốt. Chúng ta sẽ nói chuyện em ổn như thế nào, em thích cái gì, tôn trọng và ga lăng ở mức độ đó. Tuy nhiên khi chúng ta chưa là gì của nhau thì không có chuyện tài chính của anh phải đem lo cho em. Để mù đoán nha. Theo cái cá tính từ đầu giờ tới bây giờ mà Ái Phương chia sẻ với bản thân mình thì Ái Phương sẽ cảm thấy phù hợp với một cái bạn Tây hơn là bạn Việt, đúng không? Có lẽ là mấy bạn Tây thấy Phương phù hợp hơn là bạn Việt. Tại vì
Phương không phải là một cái người mà đánh đá ở trong một cái mối quan hệ, không có hung dữ luôn. Nói chung là nói chuyện rất nhẹ nhàng, quen ai cũng ít khi nào cãi nhau lắm. Thế nhưng mà cái độ lạnh lùng của Phương và độ cứng đôi khi làm cho người ta ngán. Phương là một sự im lặng tới mức mà chọc tức và thách thức người ta luôn á. Mỗi lần mà cãi nhau là Phương im 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 vậy nè. Cho tới khi người đàn ông nha, không chịu nổi luôn. Mà tìm quá cho tìm luôn, nói ừ bây giờ người nói chuyện đi. Thành ra người ta sợ. Thì mấy bạn mà hơi yếu dí, mình kêu gọi là yếu dí là sẽ không chịu được đâu. Thì tại sao người ta có thể lựa chọn rất là nhiều những bạn nữ vừa đáng yêu, vừa dễ thương, vừa dễ tiếp cận, vừa dễ hiểu. Và Phương thì các bạn ấy sẽ có xu hướng yêu những cái bạn nữ kia hơn, tại vì nhìn thấy muốn che chở là đã thấy thương rồi. Cái đây cũng là một phần chia sẻ nhỏ, coi như là một cái tip lựa chọn bạn trai phù hợp với bản thân mình, để cho các bạn nào mà có xem chương trình thì cũng học hỏi ở Phương điều đó. Tại vì cũng khá là nhiều các bạn nữ ở Việt Nam có xu hướng là thích các bạn trai là Tây, nhưng mà lại cái tính cách của mình lại quá Việt Nam. Thật ra Phương nghĩ cái điều đó hơi sai lầm á. Có nghĩa là cũng có nhiều bạn nói là thích Tây á, nhưng mà Tây cũng có 5-7 đường người tốt người xấu, chứ không phải là nói thích Tây là thích Tây đâu. Có những người cũng rất là kỳ. Và đặc biệt nha, có những bạn nữ tư tưởng rõ ràng là con gái Á Đông nhưng mà lại quen Tây, xong rồi mới quen người ta xong rồi bây giờ chừng được cưới. Thì Phương nghĩ là cái giá trị nào nó cũng có cái hay hết á. Cho nên là tùy mình như thế nào, mình hiểu mình thôi. Em một cô gái có cái cung bọ cạp và cả sư tử, là hai cái cung không phải là giống như cô nói từ lúc đầu là hả, nó dịu dàng, nó hiền lành đâu. Hai cái cung là hai cái cung khó chịu nhất trên đời, mà nó lại vô cùng một cái người, một con gái nhìn đẹp, nhưng mà khi mà nghe cô này là cung bọ cạp có cả sư tử thì nghe cũng hơi ớn trong người. Bù lại, nhiều khi những cái tính mạnh đó nó lại khiến cho Phương há là tự chủ và biết mình ở đâu trong một mối quan hệ. Ê, đôi khi nó hơi khô khan. Có khô khan không? Có chứ, mọi người chửi hoài cái gì, chửi là động vật máu lạnh, là khô khan, là khó hiểu. Nhưng mà biết sao được, đó là một phần con người của mình. Nhưng bù lại, nếu mọi người điểm là những gì Phương làm, thật ra Phương đối xử với mọi người trước sau đều rất là ok. Ví dụ như nếu như Phương yêu một ai đó, Phương sẽ lãnh đạm với tất cả những người đàn ông khác, kiểu là không tồn tại và trong mắt mình chỉ có người yêu mình thôi. Rất là hy vọng ấy, Phương trong tương lai sẽ dùng những cái điểm yếu trong quá khứ làm một cái bài học để cho mình có thêm những cái cơ hội hoặc là được trải nghiệm những thứ mới mẻ hơn. Thì nên nhớ, đẹp là có hết. Tự tin đi, phải tự tin đúng không? Đúng rồi. Nói chung là cảm ơn mụ gì đã cho Phương tới đây uống mấy cái nước mà cũng vui. Tám cũng nhiều. Thì tôi sẽ suy nghĩ cái vụ là tìm trai cho mụ. Mụ cũng được mà. Để mụ bớt chơi vơi những tháng ngày đông dài sắp tới. Đông sắp về rồi. Đông sắp về rồi. Lá rụng rồi. Trứng cũng rụng rồi. Đúng rồi. Okay. Chỉ cần có trai thôi thì trứng tự động nó nở lại thôi. Ok, như khủng long quá nha. Từ khi mà các bạn đã xem cái show này rồi, các bạn hãy rút kinh nghiệm, hãy mang đến đây tất cả những vũ khí có thể, dao phay, súng, lựu đạn gì đó, để các bạn tránh đi vào những cái bước xe đổ của Phương uống mấy cái thứ này nè. Để mình dọn ra một cách là liền liền. Thứ quỷ em uống cái gì? Cảm ơn Phương hôm nay, mặc dù đến bị mụ hành khá là nhiều nhưng mà cũng không quên đem xoài, đem phun mực bia. Mình nhậu đi mụ hả? Nhậu, vô. Rồi, giúp nhậu thôi, nhậu thôi. Vô. Mẹ bò cạp đâu rồi? Mẹ bò cạp đâu rồi? Như con này phải. Con này ta. Trời ơi, con ba là gì ta không nhớ luôn á. Nó không có nhìn cái hình. Cho em, chị sẽ nhớ mặt em. Thôi bà này luôn. Mình là con gì? Nhân mã hả? Tao không mua con đó.